Thưa quý vị, Trung bộ Alo Cử Tri Phương Nam đã nhận được nhiều phản ánh về sự bức xúc của các hộ dân đang sinh sống ở khu vực phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt thời gian dài thì các hộ dân tại đây phải chịu đựng việc ô nhiễm không khí và tiếng ồn từ một hộ gia đình nuôi hơn 100 con chó nhưng không giữ gìn vệ sinh và gây bức xúc cho người dân trong suốt nhiều năm. Phóng viên Trung bộ Alo Cử Tri Phương Nam cũng đã có mặt và ghi nhận tại hiện trường. Căn nhà chỉ rộng hơn 26m² nhưng nuôi hơn 100 con chó. Và mùi hôi cũng như là tiếng ồn từ căn nhà này thì phát ra khiến người dân cảm thấy khó chịu. Và người dân phải đốt vỏ bưởi để khử mùi như thế này. Gia đình này trước đây nuôi khoảng 10 đến 20 con chó. Dừng về sau này thì nuôi càng nhiều thêm. Đến nay gần 100 con chó. Điều đáng nói, gia đình này thường xuyên để chó phóng mế, ban đêm sủa ồn ào, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống của người dân tại đây. Thì làm sao mà dẹp được cái chó này đi chỗ khác để cho tôi được có không khí trong lành tôi thở. Nhất là con đường này, con đường Hoàng Diệu này nào, chiều là nước ngoài đi rất đông. Mà ta đi ngang, người ta thấy thôi, hôi thối, người ta bịt mũi, người ta nhăn mặt, người ta chạy. Trời, tôi thấy là rất là bất cỡ. Nuôi thứ nhất ảnh hưởng mọi người. Đứng đây là mùi hôi, đó nghĩa là nhà ở đây là mặt tiền đường chính, đường Hoàng Diệu. Nhưng mà không ai bước ra đường được. Có nghĩa là vừa về kinh tế đi ta không bán được. Do là sao? Tình hình hôi quá, khách tới thì đều đi di chuyển hết. Theo các hộ dân, gia đình nuôi chó trong các lần làm việc tại phường và trên mạng xã hội đều nhận mình là trạm cứu hộ động vật, có trách nhiệm nhận nuôi và chăm sóc bầy chó này. Ở những cái buổi mà lên trên phường để khiếu kiện của người dân á, thì họ bảo rằng là họ là cái trạm bảo vệ động vật ha, nhưng mà họ luôn luôn họ lên trên mạng xã hội họ bảo là trạm này nọ kia, thì chúng tôi đề nghị làm rõ cái vấn đề này. Mà nếu mà có trạm gì chăng nữa đó thì phải dời xa khỏi khu dân cư, chứ không thể mà trong cái khu dân cư đông đúc văn minh lịch sự như thế này mà để cho những cái ngôi nhà này họ làm ảnh hưởng đến người dân. Tại ban công, chúng tôi ghi nhận thùng phân chó được chủ nhà giấu sau bồn cây, không có nắp đậy, mùi hôi sộc vào mũi một cách nồng nặc. Không những thế, việc thả chó ra đường không rọ mõm, phóng uế bừa bãi, mất vệ sinh khiến nhiều cư dân tại địa phương hoang mang, lo sợ, đặc biệt là nỗi sợ về virus dại. Nhiều lần các hộ dân gửi đơn cầu cứu lên cơ quan chức năng các cấp, nhiều lần làm việc với chính quyền địa phương, nhưng việc đâu lại vào đấy. Bữa trước là họp trên phường á, thì phường yêu cầu á, gia đình chị là tại sát bên nhà chó, yêu cầu là lắp camera để theo dõi cái hoạt động mà phóng uế của chó, xả thải ra môi trường nè. Thì từ cái bữa đó thì chị quay rất là nhiều clip, cái hình con chó giơ chân lên tè đó, chị đưa gửi lên phường. Thì phường á, kêu nó lên là phạt, thì kêu buổi sáng xong, buổi chiều nó xuống nó cắt internet của chị. Khi có ý kiến phản ánh thực trạng này, trong các buổi họp khu phố, các hộ dân xung quanh nhận lại kết quả là sự cộc cằn, ném đá, rượt đuổi từ phía chủ nhà. Người dân tại đây chỉ hy vọng di dời bầy chó đi chỗ khác để họ sớm có được một bầu không khí trong lành để hít thở và mưu sinh kiếm sống. Từ sáng sớm, học sinh, sinh viên và người dân thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại công viên văn hóa Suối Tiên để tham dự lễ giỗ tổ Hùng Vương. Em cảm thấy biết ơn các vị vua Hùng Vương và em sẽ cố gắng học tập noi gương, và em cũng muốn có nhiều hoạt động hơn nữa để các bạn và người dân Việt Nam mình có thể tìm hiểu rõ hơn và các vị vua Hùng đã có công dựng nước và dựng nước ạ. Sau lễ dâng hương, từng dòng người nối thành hàng dài thắp nhang tại đền thờ vua Hùng trong không khí trang nghiêm, trật tự. Các vật lễ dâng cúng gồm có mâm quả, trà rượu, bánh chưng, bánh dày theo phong tục truyền thống. Cô thấy những cái lễ hội như thế này cần phải nới rộng hơn nữa, không riêng gì ở đây, để cho thế hệ trẻ khắp nơi trên cả nước hiểu sâu sắc về ý nghĩa của ngày giỗ tổ, giỗ quốc tổ. Cô rất tự hào mình là người Việt, con hồng cháu lạc. Cũng trong sáng nay, tại đền thờ các vua Hùng trong khuôn viên công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận 9 và đền thờ các vua Hùng trên địa bàn thành phố cũng diễn ra lễ giỗ tổ. Giỗ tổ Hùng Vương là ngày hội của toàn dân, thể hiện lòng thành kính, tri ân các vua Hùng và cũng để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa độc đáo của người dân Việt Nam qua câu ca dao: dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3.
Chuyển sang thông tin liên quan đến xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, độ mặn từ 1 đến 4 phần ngàn đã xâm nhập sâu vào trong hệ thống sông Vàm Cỏ, tỉnh Long An, công bố rủi ro thiên tai xâm nhập mặn cấp độ 4, mức độ rủi ro rất lớn. Cụ thể, tính đến ngày 8 tháng 4 năm 2024, ranh giới mặn 1 phần ngàn và 4 phần ngàn trên sông Vàm Cỏ Đông đã vượt qua lần lượt là 88 km và 72 km. Ranh giới mặn 1 phần ngàn và 4 phần ngàn trên sông Vàm Cỏ Tây đã vượt qua lần lượt là 110 km và 86 km. Trên địa bàn các huyện Cần Duộc, Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và thành phố Tân An, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiếu hụt nước ngọt để tưới. Nhiều hộ dân sinh sống trên địa bàn huyện Cần Duộc bị thiếu nước sạch sinh hoạt. Với cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn thuộc cấp độ 4 được công bố, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các địa phương bị ảnh hưởng, tổ chức triển khai các giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và bảo đảm cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân. Nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân vùng nông thôn. Và thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã cho chủ trương thực hiện dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước, đặc biệt cho mùa khô năm 2024, ưu tiên cấp nước sạch cho những hộ dân khó khăn nhất. Nằm gần cuối con kênh trên ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, bà Liêu Thị Hồng tưởng chừng nước sạch còn lâu mới đến nơi này. Nhưng từ 3 tháng nay, niềm vui này đã thành hiện thực khi được đầu tư kéo đường ống nước đến tận nhà. 4-5 tháng nay rồi xài được nước sạch á, nhân dân mừng lắm. Tại vì trong này kinh thì nhỏ rồi cái gì cũng mà thuốc rồi này kia, xịt rồi ba cái đồ con gì nó chết rồi này kia, dơ lắm, rồi có nước sạch thì dân ở đây mừng lắm. Thực hiện dự án nâng cấp và xây dựng hệ thống nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ mà đến nay có 14.300 hộ dân có nước sạch sử dụng, đặc biệt là những hộ dân cư thưa thời gian qua thì đều đã có nước sạch sử dụng. Cần Thơ hiện có 117 hệ thống cấp thoát nước sạch nông thôn với tổng công suất thiết kế hơn 226.000 mét khối một ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho trên 153.000 hộ dân thuộc khu vực nông thôn. Thời gian qua, thành phố đã đầu tư nâng cấp cải tạo đường ống nước với kinh phí quy mô lớn, có tính chất tăng cường áp lực nước cấp từ nhà máy. Lãnh đạo thành phố đã có chủ trương đầu tư các cái công trình cung cấp nước sạch cho bà con ở vùng sâu, vùng xa nhất của thành phố, ở 4 huyện để bà con nhân dân có nước sạch sử dụng, đặc biệt là phòng chống hạn thiếu nước trong các cái mùa khô của các năm. Với hệ thống nước sạch được bao phủ rộng khắp đã góp phần nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn ở Cần Thơ sử dụng nước sạch. Đến cuối thời điểm này đạt 93%, mục tiêu trong năm 2024 là 94% và đến năm 2030 là 100% hộ dân đều có nước sạch sử dụng hợp vệ sinh. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của năm học 2024-2025 tại 113 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại 113 trường trung học phổ thông công lập là 71.000 học sinh. So với năm học 2023-2024, giảm hơn 6.200 chỉ tiêu, trong khi năm nay, số học sinh lớp 9 tăng hơn 5.000 so với năm học trước. Trong đó, 3 trường giảm mạnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là Trung học phổ thông Trần Phú, quận Tân Phú, Trung học phổ thông Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và Trung học phổ thông Hồ Thị Bi, huyện Hóc Môn. Mỗi trường giảm 270 chỉ tiêu. Riêng trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, Sở cho biết sẽ ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 bổ sung cho trường sau khi hoàn thiện đề án tách trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Năm nay, thành phố có gần 116.300 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và như vậy sẽ có hơn 45.000 học sinh không có cơ hội vào lớp 10 công lập. Các em có thể chọn học tại các trường tư thục, hệ giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề. Tiếp theo chuyển động phương Nam, mời quý vị cùng ghé thăm làng nghề bánh tráng giấy ở xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Với sản phẩm ban đầu là bánh tráng giấy, qua thời gian thì những người làm bánh ở đây còn tìm tòi và sáng tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân như là bánh để gói xôi, bánh xếp quặng hay là bánh xếp làm kẹo. Và trong chuyên mục phương Nam trù phú ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với xã Tường Lộc, huyện Tam Bình để tìm hiểu về làng nghề đặc biệt này. Là một trong những hộ dân gắn bó với nghề làm bánh tráng giấy hơn 30 năm. Ban đầu gia đình ông Hướng chỉ sản xuất bánh tráng giấy. Qua thời gian tồn tại và phát triển,
gia đình ông sản xuất thêm bánh xếp quạt. Cái bánh này từ cái bột mì của Tây Ninh, còn bột gạo thì của tỉnh mình, bột gạo của Sa Đéc, rồi còn dừa thì của địa phương. Là coi như là rồi mình pha chế lại mới ra cái bánh, nhưng mà nó là cái bánh của mình ngon, là con cái là béo, là đó là do mình pha chế. Nhiều người dân địa phương cho biết sản phẩm làng nghề bánh tráng giấy Tường Lộc chủ yếu là bánh tráng giấy, bánh gói xôi, bánh xếp quặng, bánh xếp làm kẹo, bánh tráng ngò gai, trong đó bánh xếp quặng được làm nhiều nhất, không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn mở rộng sang các địa phương lân cận như Bến Tre, Tiền Giang, Long An. Làm cũng trên 20 năm rồi đó. Làm cũng khỏe rồi, từ ngày lên cung điện này đổ khỏe hơn cung củi dữ lắm. Thì mình bỏ nước cốt dừa hợp dịch đâu thì nó thơm, còn mình dễ xếp nữa thì mình bỏ đường cho nhiều, nó dẻo dễ xếp. Hàng ngày thì làm mỗi ngày được khoảng 25 thùng. Lúc này gần xong rồi đó, tại mình làm lâu thì ghép thì nó quen tay vậy đó. Từ 1 giờ đêm cho tới lúc này là 10 giờ rồi được khoảng 150 ngàn. Ấp Nhà Thờ, xã Tường Lộc hiện có nhiều hộ tham gia sản xuất bánh quanh năm, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn. Cơ sở của mình là coi như sản xuất hàng ngày, coi như là để cho bà con là coi như là coi như tiêu dùng, coi như là suốt trong năm như nè, là coi như là dân của mình đó là rất là ưa thích cái bánh xếp với bánh quặng này. Làng bánh tráng giấy ở Tường Lộc hiện được công nhận là một trong 17 làng nghề tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long.